Hôm nay em xin giới thiệu với các cụ là một đựng hộp đựng phao đa năng siêu to khổng lồ. Đây, hộp này có chiều dài của nó là lên tới gần 60 cm này. Đấy, phải 55 đến 57 cm, và nó có 3 ngăn. Ngăn thứ nhất là đựng phao này. Cạnh bên hai đó là thường buộc sẵn này. Đây, chia làm hai mặt này. Còn ngăn này nó là trục thẻo câu đà bằng silicone này. Nó không phải là loại bằng xốp như thông thường nhá các cụ nhá. Đây là bằng silicone này. Các cụ xem này. Đó. Còn đây là một cái ngăn này để đựng lưỡi câu và khóa linh hoạt chặn các kiểu đây. Đây. Gắn kết của nó thì được bằng nam châm nha các cụ nhá. Đây nhá. Cái nắp nhẹ và đơn giản mà là để lắp vừa được rồi. Đó. Tất cả trong một hộp phao siêu to khổng lồ bằng nhựa này nhá. Mang đi rất tiện lợi này, vừa đựng được thẻo này, phao này, phụ kiện này. Giá của hộp này là 150.000 nhá. Xin hẹn các cụ ở các video tiếp theo.